À, xin chào tất cả các bác các bạn các anh chuyên đam mê câu cá nay là trường phi sinh nên sóng cho các bác một số mẫu cần mẫu máy rồi, bộ đi theo bộ bác nhé à, giá tầm trung đến tầm cao các bác nhé hàng mới nguyên hộp chính hãng của Daiwa qua bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé số thoại em để dưới video để chỉ em để dưới video hoặc em để một số trên tiêu đề video ạ à, các bộ đây có giá từ 4 triệu 350 trăm năm nghìn cho đến hơn 10 triệu 250 000 Đấy. 3 khúc và rút độ cứng đều là BX các nhé. độ cứng đều là BX và các bộ này khi các bác lấy cả cần và máy sẽ được tặng kèm dù chìm Dynema nhé chỉ giá 200 ngàn giá trị quà tặng thì không trừ vào tiền hàng các bác nhé à, đầu tiên là ta có bộ uh, Daiwa Prime Sub chữ đen à, Bộ đầu tiên là độ Daiwa Prime Sub chữ đen uh, 33425 Thông số kỹ thuật đây uh, 425 uh, Thu lại là 117cm 4 nóng Nặng là 485 g tới ngọn 2,7 mm đường gốc 24,7 mm hàm lượng carbon 92% và 8% là thành phần khác có nhé. Đây là hàng mới nhé, hàng mới nguyên hộp Bên trong là gồm có vỏ bao này Một uh, sách hướng dẫn này, một tờ giấy hướng dẫn này ừ. Và cần này thì sản xuất tại nhà máy Daiwa là được Trung Quốc nhé Giá cần nếu có lấy rời cần không là uh, 2 triệu 350 ngàn Hiện tại bên nhà trường bán là thấp nhất thị trường Chả chỗ nào bán thấp hơn nữa 2 triệu 350 ngàn Lấy, lấy cả bộ có giá là 4 triệu 350 ngàn 4 triệu ba trăm năm mươi ngàn nhé. đây về cần này cần thì quen à, part fuji hết hàng chính hãng, hàng chính hãng nhé, không hàng lập khẩu đâu. đây sản xuất tại nhà máy à, manchina xuất xứ là sản xuất tại nhà máy đã qua là từ trung quốc Đấy. tem vàng này, tem cảnh báo điện giật này tia xét này à, và tem phân phối nhập khẩu đây. Prysup uh, chữ đen nhé. Chúng ta quen gọi là Prysup chữ đen vì dòng chữ trên này in màu đen. Phân biệt với lại dòng Prysup uh, chữ đỏ đời trước nó in là Prysup chữ đỏ vì hiện tại giờ nó cũng sản xuất mới luôn. Trước là dòng Prysup chữ đỏ là dòng ra trước dòng này và đã ngừng sản xuất rồi nhưng hiện tại thì nhà máy cũng lại khởi động sản xuất lại. Dòng đấy với mẫu mới. Đây là chụp chụp Fuji nhé này alo thì là đây là bản alo của năm 2021 nhé Tất cả các bản 2021 của Prysup chữ đen, sub đỏ, alo đều như thế này Đấy. Đây. đây là định vị quen này Định vị quen nhé Định vị quen này Cần cũng xoắn toàn thân luôn Nói chung là với tầm giá này thì phù hợp cho nhiều anh em chơi hơn một triệu một chút để cả bộ cần tặng kèm dù luôn cũng có thể nắp được các bộ rẻ hơn doanh trường sẽ nắp cho các bác bộ nó rẻ hơn để phù hợp với lại túi tiền của từng anh em mà chơi được Đấy. còn về đối với máy máy này sẽ đi với là con máy à, crocat sup S35 à, SCW 5000 CQD. À, các thông số kỹ thuật cơ bản của này các bạn nhìn rõ nha, thông số kỹ thuật này Giá con này đang là 2 triệu. Cũng là bản mới nhất 2021 nhé. À, bản mới nhất thì có tem nó dán hộp như này. Đây. Máy là kết hợp giữa màu trắng bạc và màu trắng kim loại. À, cối lông, các mấy cối lông này, cối lông nhé. Tích hợp QD xả nhanh Sản xuất một mẫu này sản xuất tại nhà máy Daiwa Việt Nam nhé Thì à, Đến những cái bản mới nhất này thì nó không in trên này nữa Những cái mẫu này thì nó bỏ hẳn Không còn in là uh, 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 Margin Việt Nam trên này mà nó để mỗi biểu tượng của Daiwa trên này Một cái tem uh, lô hàng Còn uh, xuất xứ thì nó in luôn trên hộp luôn à. Đấy Margin Việt Nam Sản xuất tại nhà máy Đài Qua ở Việt Nam Nhà máy này thì đặt ở Đà Nẵng Còn trụ sở của nó đặt ở thành phố Hồ Chí Minh Trụ sở của hãng Và các bác sẽ được tặng kèm một dù chìm Dinema Dù chìm Dinema, dù này chính hãng nhé Bên trang trường đang bán, trị giá 200.000 Dù này cũng của Đài Loan nhé Trị giá 200.000 Dinema này lực tải khá là châu sang bộ thứ hai nhé bộ thứ hai thì có uh, sẽ có uh, cần đai qua VW Sup và máy uh, emblem Sup 35 SCW QD Halo à, cần đai uh, qua VW Sup đây 4m25 Thuốc đại 117cm, bồn nóng, trọng lượng là 480g, được cái ngọn là 2,6mm, được cái gốc là 24,7mm Hàm lượng carbon 93% và 7% thành phần khác Đấy, Bên trong cũng có một cái bao đựng cần này Một giấy hướng dẫn này Đấy, Đây là hàng mới nguyên hộp mà, mẫu này cũng sản xuất tại nhà máy đây đặt ở Trung Quốc nhé Xuất xứ là Mayan Chiller. Cần này màu xanh ngọc Đây Vway Sup 33425 Sup Cutting Dòng cần thi đấu Đấy, Và nó có cái biểu tượng này giống hết như con Price Sup chữ đỏ ấy. Nhưng phân khúc con này cao hơn Price Sup chữ đỏ ấy. Hàm lượng carbon cao hơn Đồng kính ngọn nó thu lại Vì nó áp dụng công nghệ cao hơn so với những đời cũ Đấy. Pat Fuji Quen Fuji Chụp cũng Fuji Đẹp hơn con Price Sup chữ đen rất nhiều Đấy. Về xuất xứ đây Xuất tại uh, Đấy, sản xuất, xuất tại nhà máy Daiwa Trung Quốc uh, Tem cảnh báo điện giật này Tem vàng này Tem phân phối nhập khẩu 7 màu này đây. Mẫu này thì uh, Thực tế ra là một mẫu Mình làm độc quyền Nhưng hiện tại thì đã phân phối cho rất nhiều anh em thì Thực ra thì Hãng nó áp mà uh, Chỉ tiêu căng quá các bạn Cũng không Không uh, ôm rồi Đấy. Vì à, khách hàng Việt Nam thực tế ra các à, à, đại lý buôn của Việt Nam chỉ là khách hàng nhỏ của hãng Daiwa thôi. Còn các khách hàng lớn của Daiwa nó thuộc các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đấy. Và một số nước ở châu Á. Đấy. chứ thị trường của mình bé tẹo ăn thua gì đâu. Không đủ dính răng cho cho hãng làm nhiều bác cứ bảo xong đặt vài mẫu chính hãng nữa bảo thôi thôi tôi. Tiềm lực tiềm lực của các ông đồ câu Việt Nam ấy. Chưa đủ tuổi. Một năm nó áp cho uh, cho cho lợi nhuận phải phải cung cấp được bao nhiêu hàng ấy thì ông nào cũng xanh hết mặt ra. À. Thật các bác thì không chơi được với lại mấy ông chính hãng đâu. Càng lắm. Đấy. còn về về máy nhá, về máy nhá. Cho anh em xem máy luôn. Đấy. Đấy, bộ này có giá là 6 triệu rưỡi nhá, bộ này có giá 6 triệu rưỡi nhá. Các bác lấy cần không thì đang giá là 3 triệu 6. Đấy, 3 triệu 6 vẫn được tặng kèm dù nhá. Đấy, dòng Daiwa Vsub này em vẫn đang bán tặng kèm dù chim cho các bác. Còn nếu lấy độc riêng máy Emblem Soup này thì là giá 2 triệu 9 còn cả bộ là 6 triệu rưỡi nhé và cả bộ tặng kèm dù du. duy nhất này Đây, câu công nghệ của nó này thì nó chủ động 4.9 trên 1 thì chủ động này quá ok rồi Đấy, các thông số số cơ bản này thu 106 cm và tận 6 bậc đạn là quá ok rồi thêm một nô nữa thì dòng Emblem này là không phải lăn tăn với giá cả như này quá hợp lý rồi sản xuất tại main Việt Nam đây đây, về máy thì cơ bản dòng máy này thì cối rất là nông luôn anh nha đây cối rất nông luôn cối rất nông kết hợp giữa màu bạc màu trắng kim loại và màu đỏ tạo nên về bên ngoài con này rất là trau chuốt tinh tế rất là đẹp luôn cái cái quang thu dây của nó rất là to ạ Đấy, nó thiết kế quang giày rất lớn luôn đấy, cho các bạn nào thích và nó còn hai lô hai lô đều cùng một màu nhé cùng màu trắng như này cùng màu trắng như này hai lô đấy đấy và nó có một nô nông và một nô sâu hơn đấy. Đây cái nô này là uh, cước 10 vào 300 mét này đấy, còn cái nô này là uh, cước cước mưa cước ở à, quyền cước 0,30 vào 300 m nhé và vào 300 m này 0,30 300 m nhưng cái bên này là 35 vào 300 à, 0,35 vào 300 m có cái, cái lô bên trong cái hộp này sâu hơn cái lô trên máy một chút Đấy. À, à. và đều tích hợp xả nhanh hết nhé còn sang bộ thứ ba bộ thứ ba thì các bác có một bộ uh, cao hơn nữa bộ thứ ba thì nó thành phân khúc cao cấp rồi Đây, bộ thứ ba này các bác nhé bộ thứ ba này à, có giá là 10 triệu 250 000 nghìn Đấy, 10 triệu 250 000 nghìn cần thì là cần ba khúc nhé đầu tiên em cho anh em xem cần đã xong sẽ giới thiệu máy đầu tiên là dòng cần pry cutter 33425 ba bốn hai nhá hàng mới nguyên hộp bên trong vẫn kèm theo một cái bao cần màu đen này một sách à, một giấy hướng dẫn của Daiwa chi tiết về cần này Đấy, về thông số cơ bản này à, 4m25 thu lại 149 cm trọng lượng là 475 g Đấy, được kính ngọn là 3mm đường kính gốc 22mm hàm lượng carbon 99 phần 1 phần trăm thành phần khác mẫu này bên em đang bán cần không giá là 6 triệu 750 ngàn các bác nhé 6 triệu 750 ngàn Đấy, đầu nào muốn mua cần không cũng được Đấy, Còn không có bác lấy cả bộ là 10 triệu 250 ngàn Và tặng kèm dù chìm Dinema như này Còn về máy Về máy thì mẫu máy ấy, À quên, chưa giới thiệu cần xong Cho bác xem cần đã Đây, về cần đây Nó cần 3 khúc Áp dụng uh, khoen ca nhé Đấy, Khoen ca Phát Fuji Những dòng này thì là phát cao hết Mẫu này cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa sản xuất ở Chila nhé, Trung Quốc đây này. Đấy, xuất xứ là sản xuất tại nhà máy Trung Quốc. Cần nêu đầy đủ bao cần đối trọng này, Prime Sub 33425. Dòng này là dòng phù, tầm tiệm cận tầm, tầm cao phổ thông anh em chơi rất nhiều. Đấy, nó vừa túi tiền mà rất là khỏe. Đấy, rất là khỏe đây. thì nó áp dụng công nghệ 4 lớp Đấy, à, áp dụng công nghệ 4 lớp nhé con này được áp dụng công nghệ 4 lớp này khoen ca Fuji còn về máy máy là MLM sub 35 SCWQD TPR Đấy. Đây là toàn bộ thông số của máy này Các bạn nhìn rõ nha 6 bậc đạn Tôi chỉ đoạn động là 4.9 trên 1 Tốc độ dây là 106cm Và con này có 3 lô nha Có 3 lô cũng sản xuất tại nhà máy daiwa được, đã được việt nam nhé đây máy việt nam này, máy có ba lô, tại sao vẫn ghép bộ được với cần này? vì ba lô thì trong đó có một lô màu trắng giống như con emblem super hai lô đây, còn lại thì máy sẽ có hai lô màu đỏ đen như thế này, máy kết hợp giữa màu đây màu màu đỏ mận mận chín này, màu mận chín với lại màu bạc này pha màu đen Đấy, màu đen Đấy, máy thì rất là êm mượt cối thì siêu lông các bạn. cối siêu lông này Đấy, cối màu 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 đen của nó màu đen đỏ nó thì là dòng cối siêu lông các bạn nhìn này Đấy. dòng này đánh dù thì không phải nghĩ kể cả đánh cước nó thoát cực tốt luôn và cái nối cối này này chuyên để đánh dù Đấy, các bạn nhìn nó lông như này đây còn cái cối trắng này Đấy, anh em có thể nắp hai cối và một cối phụ nữa cũng màu đỏ có ba cối có cái máy này gồm ba cối quá nhé. Mà gồm ba cối bắt thích nắp theo lắm giá máy không là ba triệu rưỡi cần không là sáu triệu bảy trăm năm ngàn cá bộ là mười triệu hai trăm năm ngàn tặng kèm dù chìm Dinema máy thì không phải nghĩ rồi quá là ok với tầm giá ba triệu rưỡi này chạy cực mượt êm rồi. quang thu dây rất lớn luôn hầm hố Đấy, trọng lượng của máy thì không quá nặng 605 gram nên là quá ok rồi đấy, với con máy siêu châu bò dòng cuối lông là dòng châu bò mà Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé đấy, các mẫu cần bộ cần dưới các bác nào có, có nhu cầu thì alo số điện thoại em để dưới video để chỉ em để dưới video nhé và em để một số trên tiêu đi video đấy, cảm ơn các bác theo dõi video nhé